có nên dùng WordPress hosting tại LAN IT? Chào các bạn, như mọi người đã biết, việc lựa chọn hosting ngoài việc cân nhắc và đánh giá nhà cung cấp, chúng ta còn có rất nhiều gói để lựa chọn. Các nhà cung cấp thường đưa ra hai gói là gói hosting giá rẻ và WordPress hosting. Để trả lời cho câu hỏi có nên dùng WordPress hosting hay không, hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu WordPress hosting có gì khác với hosting giá rẻ. Tại LAN IT, WordPress hosting được tạo thành từ máy chủ LightSpeed, MySQL và ổ cứng SSD Enterprise chuyên dụng. Đầu tiên phải nhắc đến là dòng LightSpeed Web Server. LightSpeed có thể dùng để thay thế một máy chủ Apache hiện có mà không thay đổi bất kỳ chương trình hoặc chi tiết hệ điều hành nào khác. Dòng máy chủ này được đánh giá cao với khả năng tốc độ trang web, tối ưu hóa tốc độ tải trang, tiết kiệm tài nguyên hệ thống hơn so với Apache, giúp giảm tải cho máy chủ. Bảo mật cao với những tính năng bảo mật như Mode Security và DDoS Mitigation. Tiếp đến là plugin LightSpeed Cache WordPress, tăng tốc WordPress hàng đầu giúp tối ưu hóa trang web. Plugin này sẽ tự động tối ưu hóa các tài nguyên và lưu trữ cache một cách thông minh, giúp trang web mở nhanh hơn và giảm tải cho máy chủ. Bên cạnh đó, LightIT còn tối ưu hóa cache của MySQL, giúp giảm thời gian truy vấn cơ sở dữ liệu và tăng tốc trang web, đảm bảo khả năng chịu tải tốt khi có nhiều người truy cập. Để đảm bảo tốc độ và độ tin cậy cao, LightIT sử dụng SSD Enterprise. Tốc độ đọc ghi siêu nhanh, trang web sẽ mở nhanh hơn và đảm bảo dữ liệu của khách hàng một cách an toàn. Vậy, nếu bạn cần một nền tảng ổn định và hơn hết là hỗ trợ tốt cho SEO được Google đánh giá cao, thì WordPress Hosting là một lựa chọn hoàn hảo. Tại LAN IT, bạn sẽ nhận được nhiều chương trình ưu đãi khuyến mãi để lựa chọn được dịch vụ phù hợp. Truy cập đường link dưới đây để tham khảo giá và đăng ký ngay nhé. LAN IT, nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ cho doanh nghiệp SME, uy tín hàng đầu.